Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, laptop nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và qua thẻ tín dụng. Địa chỉ là số 66/27, đường Phan Vi Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin qua trang fanpage. Zalo của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 06 con số 8748. Hai số này mình đều xài Zalo, hoặc là mọi người có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một trong 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy thì mình hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại ship core đi toàn quốc luôn, ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship. Bên mình ship hàng cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video, mọi người chỉ cần kích vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ thông tin cho mọi người tham khảo, dễ mua nha mọi người. Thì hôm nay mình cũng mới về được một số dòng điện thoại mới giới thiệu tất cả mọi người luôn. Bên mình thì cũng có nhận giao lưu trao đổi máy nha mọi người, có nhận giao lưu trao đổi máy. Mọi người muốn đổi máy thì mọi người cầm máy mọi người qua bên mình định giá cho mọi người, mức giá cực kỳ cao luôn nha, để cho mọi người đổi máy nha. iPhone 13 Pro Max nha, khá đẹp, 256GB luôn, hàng Việt Nam. 13 Pro Max 256GB, con này màu xanh nha, pin 88 xanh quân đội, ngoại hình còn khá đẹp nha. 13 Pro Max. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 16 triệu rưỡi nha, 16 triệu rưỡi. Realme GT Neo 5 khá đẹp luôn. Con này cấu hình cực kỳ mạnh nha, chip 8 lút Gen 1 luôn. RAM sẽ là 12, bộ nhớ trong là 256GB. Camera chính là 50 chấm này. Realme GT Neo 5. GT này, con này chạy qua ROM là GT3 nha, 240W, máy khá là đẹp nha. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 7,2 triệu. Oppo Find X5, máy đẹp nha, Find X5. Find X5 thì giá bán của bên mình sẽ là 6,850,000 nha. Find X5, RAM 8/128 màn hình trong, có chip xử lý hình ảnh luôn, Mali Silicon X nha. Con này là Oppo Reno 4 Pro nha, lần nó hơi tróc nè, lần nó hơi tróc thỉ, Reno 4 Pro, giá chữ trái thôi. Nói chung là máy zin chuẩn nha, Reno 4 Pro. 2,250,000 nha, 2,250,000. LG vơ vẹt nha, LG vơ vẹt. 2,850,000 thôi, LG vơ vẹt. Samsung Galaxy A32 nha, A32. A32 thì giá bán của bên mình là 2,550,000 thôi, A32. Poco M4 Pro 5G nha, hôm nay thanh lý cho mọi người. 2,6 triệu thôi, M4 Pro 5G nha. RAM 4/64, camera 50 chấm, thanh lý 2,6 triệu, còn một cây phun bóc nha. M4 Pro 5G. Realme C55, RAM 6/128 nha, phun bóc luôn, 2,950,000 nha, 2,950,000. C55 phun bóc. Con này những con Oppo, những con Realme đời sau thì nó làm thiết kế khá đẹp nha. Xiaomi Redmi K40 Gaming 4,5 triệu nha, K40 Gaming 4,5 triệu, RAM 8/128. Rode Phone 6 8,750,000 nha, Rode Phone 6 8,750. Chip khá là mạnh, một con máy chuyên game hầm hố nha. Này là bản sách tay nha mọi người. RAM là 12, mình nhớ 128. Rode Phone 6 nha, 8,750,000. Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Flip 3, 6,850,000 nha, máy đẹp tay new, Z Flip 3. Samsung Galaxy M53 5G còn bảo hành luôn, tháng 6/2024 nha, máy đẹp tay new, 4,7 triệu nha, máy đẹp new mới luôn.
M53 5G còn mẫu hành, ngoại hình đẹp như mới. Giá bán là 4 triệu 7. Samsung Galaxy A33 5G màu trắng nha, giá chỉ có 2 triệu 950 nghìn thôi. A33 5G nha, 2 triệu 950 nghìn. Quá biệt luôn. Realme C55 nha, RAM 6 của Nhật trong 128GB. Con này máy khá đẹp luôn, C55. 2 triệu 950 nghìn nha, 2 triệu 950 nghìn. ROG Phone 6 nha mọi người, một con máy RAM 12 của Nhật 128, máy chuyên game nha. ROG Phone 6. Con này thì bản nội địa nha, ngoại hình đẹp 98 nha mọi người, đẹp 98. ROG Phone 6. Giá bán là 8 triệu 750 nghìn nha, còn full box đầy đủ phụ kiện zin nha. 8 triệu 750 nghìn. K40 Gaming. RAM là 8, bộ nhớ trong là K40 Gaming nha. Con này RAM 8GB, bộ nhớ trong 128. Full box nha, sạc 67W. Giá bán là 4 triệu rưỡi nha mọi người. K40 Gaming. Samsung Galaxy M53 5G. M53 5G, máy đẹp như mới luôn. Bản từ tháng 6 2024 nha, bảo hành chính hãng khá là dài. Giá bán là 4 triệu 7 nha, 4 triệu 7. Z Flip 3 5G, RAM 8 128, 6 triệu 850 nghìn nha, máy đẹp như mới luôn nha. Z Flip 3 5G, hàng chính hãng, máy đẹp như mới, 6 triệu 850 nghìn nha. Realme 10 Pro 5G nha. Realme 10 Pro 5G. Con này chạy chip 695, RAM 8GB. Con này phiên bản đặc biệt nha, phiên bản Coca-Cola này phiên bản đặc biệt nha. Ngoài hình tổng thể còn khá đẹp nha, còn khá đẹp. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 3 triệu 8 nha, 3 triệu 8. Oppo. Con này là con A92 nha, RAM 8GB, ngoại hình đẹp nha. A92 RAM 8 chip 665. 2 triệu 350 nghìn nha, trầy nhẹ 2 triệu 350 nghìn. Samsung Galaxy S20 FE, RAM 6 128. Con này thì hàng chính hãng còn bảo hành nha, còn bảo hành tới tháng 4 2024, ngoại hình đẹp nha. Ngoại hình khá đẹp. Cái này giá bán là 5 triệu 9 nha. 5 triệu 9 S20 FE, ba chính hãng dài. Samsung Galaxy Note 20 Ultra hơi trầy viền nha. Con này thì Note 20 Ultra phiên bản Mỹ, hai sim, một quạt lấy một S sim, hơi trầy nha mọi người, hơi trầy. Giá bán của bên mình là 7 triệu mốt nha, 7 triệu mốt. ROG Phone 5 nha, ROG Phone 6 nha, hôm nay có được cây ROG Phone 6. RAM 12, bộ nhớ trong là bộ nhớ trong con này là Sharp R6 nha. Một con máy camera đến từ Leica, camera siêu khủng luôn nha. R6. Con này RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ 128 nha. Màn hình cong khá đẹp luôn. Camera là siêu đỉnh rồi nha. Camera của Leica đây. Siêu nét nha. Cái này bên mình đang hôm nay bán sẽ là giá là 4 triệu 7 nha. 4 triệu 7 thôi. Sharp R6 4 triệu 7 nha. Hôm nay mình về được 3 cây. Trắng và đen nha. Samsung Galaxy A53 5G. Ngoại hình khá keng nha. RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong 128GB nha mọi người. Còn đẹp keng. Cái này giá bán của bên mình là 4 triệu 350 nghìn nha. A53 5G 4 triệu 350 nghìn thôi. Xiaomi Redmi Note 10 Pro phiên bản RAM 8GB. Con này chạy chip Snap nè. Cấu hình mạnh nha, Note 10 Pro. Chip Snap 732.
108 bộ nhớ trong và 128 GB, màn hình OLED, ngoại hình còn đẹp nha. Giá bán là 2.950.000 nha. 2.950. Sony Xperia 1 nha. Xperia bản này bản Nhật nha mọi người, khá ngoài hình thì tầm 98 nha. Xperia cái này thì giá bán của bên mình sẽ là 2.750.000 thôi, 2.750 nha. Samsung Galaxy S21 FE nha, RAM 6/128 nha. Con này còn bảo hành, máy đẹp nha. Giá bán của bên mình là 5.850.000, S21 FE còn bảo hành, RAM 6/128. iPhone 12 Pro. Máy zin nha, ngoài nó hơi trầy nhẹ nha, hơi trầy nhẹ, máy zin. 12 Pro 128 GB. Pin 82 nha, pin 82. Giá bán là 10.2 triệu nha, 10.2 triệu thôi. iPhone 12 Pro Max, máy zin chuẩn nha, con này phiên bản 256 GB. Pin 96, 256 GB luôn. Giá bán là 14.2 triệu, 256 GB bản Mỹ nha, 14.2 triệu. iPhone 13 Pro Max màu xanh 128 GB, pin cao nha, pin 88, 256 GB nha, 256 GB hàng Việt Nam, pin 88 nha. 13 Pro Max giá bán của bên mình sẽ là 16.500.000 nha, 16.500.000. Mình có một cây Rode Phone 6 nha, đây phone box, phụ kiện zin nha, cáp sạc nè, Rode Phone 6. Con này bản nội địa nha. RAM là 12 GB, bộ nhớ trong là 128 GB. Bản nội địa. Ngoài nó hơi trầy nhẹ nha, hơi trầy nhẹ. Chip 8 cộng Gen 1, một con máy chuyên game nha, con máy chuyên game. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 8.750.000 nha, 8.750.000, Rode Phone 6. Đây, máy tính bảng thanh lý cho mọi người nha. Cái này thì sạc pin nó sẽ hơi lâu nha, những cái đèn nó ra cũng hơi lâu rồi. RAM 2, bộ nhớ trong là 32 GB, màn hình 8 inch. Tab A 8 inch 2019 nha. Đây, ngoại hình thì còn khá đẹp nha, mình thanh lý 1.1 triệu thôi nha, 1.1 triệu nha. Con này thì Galaxy Tab A 2017 nha. Con này màn hình nó cũng khá già rồi. Mấy con này thì mình thanh lý mọi người test được lấy nha. Tab A 2016 7 màn hình 7 inch. Giá bán là 850.000 nha, 850.000 thôi. Test được lấy nha, mình không có bao nha. Cái này thì không bao. Pin mấy con này thì nó cũng hơi thấp. Con này mình để qua giờ nó cũng nói chung là pin cũng khá ổn á. Nhưng mà sạc nó sẽ hơi lâu thôi. Con này con Tab E màn hình 9.7 inch nha, Samsung Galaxy Tab E màn hình 9.7 inch. Máy zin hết nha, những cái này máy zin hết, mình không có sửa chữa nha. Thì ngoại hình nó cũng hơi trầy, hơi xấu xíu. Con này có xài sim luôn, có xài sim luôn. Giá bán của bên mình là 850.000 nha, 850.000 nha mọi người. Chỉ có mấy cây thanh lý thôi. Anh em nào nhanh tay thì mua về mình để đọc báo hay lướt web xem phim được ok nha. Màn hình khá là to luôn, cây này giá rẻ màn hình to nha. Samsung Galaxy Note 20 nha, Note 20 màn hình 98 nha mọi người. 5.350.000 nha, Note 20 5.350.000 phiên bản Mỹ nha. Hôm nay mình về được 3 cây, 3 màu Note 20. Note 20 5G, RAM 8/128 GB nha. Máy thì ngoại hình còn khá đẹp nha. Realme GT Neo 3 nha,
sạc 150W, con này RAM lên đến là 12GB, phần nhớ trong là 256GB nha, máy đẹp keng. 5.350.000 thôi, cho bản cấu hình cao nha. GTNL 5C. GTNL 5C. 5.750.000 nha, con này cũng bán RAM 12, phần nhớ trong là 256GB. Samsung Galaxy A23 nha, con này mặt lưng nó hơi trầy nha, trầy nhẹ thôi. RAM là 4 bộ nhớ trong 128GB. Máy hay ngoại hình đẹp 98 nha, A23. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 2.550.000 nha, 2.550. Oppo Reno 8 nha, Reno 8 5G. Con này màn hình nó ám nhẹ nhưng mà nó hơi ám nha, hơi ám này. Ám xíu. Giá bán là 4.850.000 nha. S22 LED 1 SIM 8256, 8.150.000 nha. S22 LED. Google Pixel 6 Pro nha, máy đẹp 98, 7.150.000, Pixel 6 Pro. Xiaomi Redmi K40. Con này bản RAM 8 bộ nhớ trong 2, bản RAM 12 bộ nhớ trong là 256GB nha, K40. Bản RAM 12GB nha mọi người. Giá bán là 4.850.000. K40. Samsung Galaxy Note 20 phiên bản Mỹ nha. Phiên bản Mỹ. Con này sẽ được 2 SIM, một vật lý và một eSIM nha. RAM là 8128 phiên bản Mỹ. Ngoại hình đẹp 98 nha. Giá bán hôm nay chỉ có 6.150.000 thôi. Note 20, 6150 nha. S21 cộng nha, S21 cộng bản Mỹ luôn. Ngoại hình này đẹp 98. Cũng 2 SIM luôn. RAM 8128 nha, cũng 2 SIM, ngoại hình đẹp 98 nha. Giá bán cũng 6.150.000 luôn nha. Về thêm S20 FE phiên bản Mỹ nha, phiên bản Mỹ. Con này thì giá bán là 4.1 triệu nha, phiên bản Mỹ nha, S20 FE máy đẹp 4.1 triệu. K40 Gaming nha. Con này một con máy full box. Sạc zin theo máy nha. Con này màn hình OLED, chip Dimensity 1200. RAM là 8 bộ nhớ trong 128 nha, full box. Ngoại hình đẹp keng nha mọi người, 4.5 triệu. K40 Gaming. Xiaomi Mi 11T Pro. Full box luôn. 5.750.000 nha. RAM 12256, chip 888 nha. Con này kèm theo sạc zin nè, 120W luôn. Sạc con này thì tầm khoảng là mà chưa được 1 tiếng là đã đầy pin rồi nha. Camera 108 chấm, Mi 11T Pro. Xiaomi Redmi K50 Pro nha. K50 Pro, camera 108 chấm. Mấy con dòng Xiaomi tầm Xiaomi này thì xài rất là sướng luôn nha mọi người. Cực kỳ mượt luôn. RAM là 8GB, một nhớ 256, chiếu Dimensity là 9000 nha. 5.8 triệu nha, 5.8 triệu. K50 Pro.
iPhone 7 nha, nhỏ gọn nha mọi người, iPhone 7 pin thì thay rồi, báo bảo trì mà, nhưng mà pin 100 rồi nha. iPhone 7 128GB luôn, 128GB. Ngoại hình còn khá đẹp nha, còn khá đẹp. Con này để nghe gọi rồi xài cực kỳ tiện lợi luôn nha mọi người. Giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu nha, 2 triệu. Xiaomi 12X. 12X 5.550.000 nha, Mi 12X. RAM 8256 nha. Mi 12X nha. iPhone 13 trầy nhẹ thôi nha. Con này thì màu xanh lục bảo này, khá đẹp, ngoại hình tầm 98 nha, máy zin chuẩn nha. Pin 91 luôn, pin cao. iPhone 13 128GB. 11.850.000 nha. Tiếp theo là có một cây siêu phẩm nữa nha, Oppo Find X6. Khá đẹp. Camera cực kỳ hầm hố luôn nha. Những cái Oppo thì nó có những con có con chip xử lý hình ảnh rồi nè, đây, chip xử ảnh Mali Silicon X nha. Nên là khả năng chụp hình của nó hoặc là quay phim cực kỳ đỉnh luôn. Find X6 RAM là 12, bộ nhớ 256, chip Dimensity 9200 nha. Giá bán là 10.250.000 nha, 10.250.000. Find X6 nha. Con này là con Oppo A16 nha. A16 RAM là 4.164GB. 2 triệu nha mọi người, 2 triệu thôi. Con này camera 3 camera sau luôn. Oppo A92 nha, hơi trầy, 2.250.000 nha. A92 RAM 8GB. Con này ra cũng hơi lâu rồi, màn hình Full HD. Xiaomi Redmi Note 11 nha, camera 50 chấm, màn hình OLED, chip Snap nha. Ngoại hình thì còn đẹp 98, RAM 6128 nha. Cây này giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu 7 nha, 2 triệu 7. Samsung Galaxy A23 nha. RAM 4128, ngoại hình đẹp nha. 2 triệu 750.000 nha, A23. Hôm nay mình về được hai cây A23, máy đẹp nha. Tới thời điểm này những cái này còn khá đẹp nè, nó còn siêu luôn nè. Khá đẹp nha. 2 triệu 750.000 thôi. Khá rẻ nha. Redmi con này con Vivo Y91C RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Hai sim. Con này nguyên zin luôn. Tới điểm này kiếm một cây zin này khó lắm nha. RAM 3 bộ nhớ 64GB luôn. Con này mình không biết con gì nữa, chắc Redmi 9C quá. Hai camera sau. Giá bán là 1 triệu 250.000 thôi. Con này là con Note 11S 5G nha, Note 11S 5G, chip Dimensity là 810, viền thì nó hơi cắn. Con này được cái sở hữu màn hình OLED nè, camera 50 chấm, máy ngoại hình thì nó hơi trầy cái viền xíu. Giá bán là 3 triệu 150.000 thôi nha. Redmi 12C RAM 4128, ngoại hình đẹp. Redmi 12C 2 triệu 7 nha, Redmi 12C RAM 4128. Xiaomi Redmi Note 12 Pro RAM 4 RAM 8 bộ nhớ trong là 256GB, ngoại hình đẹp nha. 4 triệu rưỡi nha. Note 12 Pro 8256. Và mình có bản RAM 8128 nữa nha. 8128 giá bán là 4 triệu 150.000 thôi. Realme 10. Realme 10 RAM 8256 nha. Chip Helio G99 pin 5000, màn hình AMOLED. Con này màn hình AMOLED nha. Máy rất là mượt nha mọi người, khá là mượt luôn. Realme 10 8256. Giá bán của bên mình là 3 triệu 650.000 nha. Con này là con Vivo V23e. Màn hình con này nó có lưu ảnh khá là nhẹ nha. Con này sở hữu màn hình OLED, mẻ kính một tí nè, sở hữu màn hình OLED, camera đẹp, pin trâu. V23e này giá bán là 2 triệu 2. K30 5G 2.650.000 nha, K30 5G. K30 5G này, RAM là 6 bộ nhớ trong 64GB, chip 765 nha, màn hình một tần số quét 120Hz luôn. Mi 12 Pro, máy đẹp nha, Mi 12 Pro máy đẹp, màn hình đẹp. Mi 12 Pro nha, màn hình đẹp, RAM 8128 nha. Giá bán của bên mình là 6.900.000 nha, Mi 12 Pro 6.900.000, máy đẹp.
Cái này là cây Realme 6 nha mọi người. Màn hình hơi trầy, RAM 6 128. RAM 4 128 chứ. RAM 4 128. 1.950.000 nha. Con này khá là mượt luôn, camera đẹp nha. Nó ra cũng hơi lâu nhưng mà tới thời điểm này một cái máy zin thì nó cũng hơi trầy xíu, nhưng mà được cái là máy còn zin chuẩn nha mọi người. RAM 4 128. Samsung Galaxy S20 FE nha, phiên bản Việt Nam, RAM 8 256, màn hình còn khá là keng luôn. 5.350.000 nha. Con này thì chạy chip Snapdragon là 865 nha mọi người. 865. Camera đẹp, màn hình OLED nha. S22 Ultra hàng Việt Nam. Máy trầy nha. Ủa, con này sườn nó hơi trầy nè. Giá tốt luôn. 10 triệu thôi nha. S22 Ultra chỉ có 10 triệu thôi. Khá rẻ nha. Vivo Y12S RAM 4128 nha. Còn này nước kính cam thôi. Bên mình lười thay, mình không có sửa chữa máy nha. Thanh lý cho mọi người 1.450.000 thôi. Oppo Reno 8 Pro 5G, máy keng 99, RAM 12 256 nha. Khá là keng. 8 Pro 5G 7.950.000 nha. Samsung A22 5G 1 SIM, RAM 4 128 nha. Giá bán chỉ có 2.600.000 nha, 2.600.000 thôi. Note 20 Ultra 5G hàng Việt Nam. Ám nhẹ thôi, 6.950.000. Note 20 Ultra 5G. Phiên bản Việt Nam thì sẽ ra 12 bộ, chứa trong là 256GB và được 2 SIM nha, được 2 SIM. Oppo N2 Lip nha, N2 Lip. Khá là keng, RAM 8GB. Con này gập cực kỳ nhẹ và sướng luôn nha mọi người. Màn hình ngoài cũng cực kỳ tiện dụng luôn. Màn hình con này, màn hình trong là 6.8, RAM 8 và chạy chip Dimensity là 9.000 nha. Giá bán chỉ có 9.900.000 nha, 9.900.000. iPhone 12 Pro Max nha, 12 Pro Max 128GB phiên bản Việt Nam màu trắng nha. Máy còn khá đẹp luôn, pin con này thì còn 85 nha, zin chuẩn màu trắng, giá bán là 13.200.000. Samsung Galaxy S22 LED nha, hàng Việt Nam, chip 8 Gen 1. Con S22 LED này xài cực kỳ sướng luôn nha mọi người. Nó lấy nét cực kỳ nhanh, nhanh hơn con S22 Ultra luôn. Nhưng mà viền con này thì nó hơi trầy, giá thì cũng tốt. 8.950.000 nha, S22 cộng, RAM là 8128GB. Mấy con Samsung đời cao này rất là mượt nha, RAM 8128, 2 SIM, chip 8 Gen 1 hàng Việt Nam. Samsung Galaxy S22 Ultra, RAM 8128 hàng Việt Nam, ngoại hình đẹp 98 nha. Có trầy nhẹ nha, trầy nhẹ. 8128, máy khá đẹp nha, khá đẹp. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 12.850.000 nha, 12.850.000. S22 Ultra hàng Việt Nam, 8128 nha. Samsung Galaxy M53 5G nha, máy đẹp keng 99, RAM 8128 nha. Phụ kiện new chưa xài luôn, máy đẹp không khác gì máy mới nha. M53 5G, RAM 8256GB, không khác gì máy mới. RAM 8 mình như trong là 256GB nha, full box. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 4.700.000 nha, 4.700.000 thôi. Poco M5, RAM 4 mình như trong 64, máy đẹp 99 nha. Poco M5, máy đẹp keng 99, 2.350.000 thôi, 2.350.000. Samsung Galaxy Z Fold 5 nha, màu xanh, máy đẹp phiên bản Mỹ nha. Phiên bản Mỹ máy đẹp. 22.500.000 nha, phiên bản Mỹ. RAM là 12 bộ nhớ 256GB. Z Fold 5. Bản Mỹ nha, máy đẹp keng 99. iPhone 14 Pro Max. Cây này ngoại hình đẹp 98, pin còn 100 nha, pin cao hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam 128GB. Pin 100 luôn. Cây này giá bán là 19.850.000 nha, 14 Pro Max, 19.850.000. iPhone 13 Pro Max màu xanh lục bảo nha. Hàng Mỹ nha, phiên bản Mỹ, máy zin 128GB. Pin còn 89 nha, pin còn 89. Ngoại hình đẹp 98. Ngoại hình đẹp 98 nha.
Giá bán là 15 triệu 350 nghìn nha, 15 triệu 350 nghìn, 13 rô bắc, xanh lục bảo. Cây này là cây đeo Votro nha, 3405. Đây, đeo Votro nha, 3405. Thanh lý rẻ cho mọi người nha, đẹp keng luôn. Votro 3405 nha. Anh em search này sẽ ra cấu hình nha mọi người. Hàng chính hãng luôn, Votro 3405. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 6 triệu nha, đeo Votro. Một cây nồi đồng cối đá nha. Đây, nồi đồng cối đá Thinbac. Core i5. Thinbac nè, E409 nha, 409. Thanh lý cho mọi người thôi, với giá là 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi, Thinbac 490. 3 triệu rưỡi nha. Ngoại hình còn khá đẹp luôn. Tiếp tục thanh lý nữa nha. Thanh lý. Con này là con đây. Acer A515 54 series nha, con này như coi năm. Coi năm thế hệ 10 hay 11 vậy đấy. Coi năm thế hệ 10 nha, coi năm thế hệ 10. Đeo Votro, con này là con Acer chứ. Acer. Thanh lý cho mọi người luôn nha. Coi năm thế hệ 10, thanh lý cho mọi người với giá là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi thôi. Lenovo ThinkBook nha, ThinkBook. Con này chạy chip Ryzen nha, ThinkBook nè. Ngoài hình thì nó có hơi cắn, hơi chạy xíu, hơi xấu nha. Thanh lý nhanh luôn. Đây, con này chạy chip Ryzen 5 thế hệ 4 nha. Thế hệ 4 Lenovo ThinkBook. Đây, giá rẻ nha. Thanh lý cho mọi người 5 triệu nha. ThinkBook nè, 14G2 nha. Con này chạy chip Ryzen 5 thế hệ 4. ThinkBook nữa nha. Đây, Lenovo ThinkBook nồi đồng cối đá nha. Máy toàn zin không. Con này là T480 nha, 480. Máy này máy Mỹ nha mọi người. ThinkBook. Thanh lý cho mọi người nhanh nha, 3 triệu. 3 triệu thôi. Vivo T1X nha, RAM là 4164, 2 triệu tư thôi, T1X. Vivo V25 Pro RAM 8128 nha, 5 triệu 750 nghìn nha, ngoại hình đẹp 98 nha, V25 Pro. Vivo S1 Pro nha, RAM 8128. Camera con này là 48 chấm nha, màn hình OLED. Giá bán hôm nay chỉ có 2 triệu 3 thôi nha, S1 Pro. Vivo i53S nha, RAM 8128, 2 triệu 7 nha, RAM 8GB, camera đẹp. Vivo i35 RAM 8128 nha, 3 triệu 3, máy đẹp keng 99, i35. Vivo i22S nha, RAM 8GB, máy đẹp keng 99 nha, 3 triệu. Vivo i55 màu trắng nha, con này sở hữu màn hình OLED, camera đẹp, pin trâu nha, 3 triệu 3 nha, i55. Vivo V27e RAM 8 bộ nhớ 256GB, máy đẹp 99 nha, V27e 4 triệu 9. Vivo V23e nha, RAM 8128 nha, 3 triệu 150 nghìn thôi. Vivo V25e mình có màu vàng và màu xám như thế này, 3 triệu 8 nha. Đây, màu vàng nữa nha. Vivo V25 Pro RAM 8128 5 triệu 9.
Vivo i33s nha. Ba con này giá bán là 2 triệu rưỡi, camera 50 chấm luôn và pin 5000, RAM 8GB. Con này là con Vivo Neo 6 nha, một con máy chụp hình siêu đẹp luôn nha. Neo 6, máy đỉnh của dòng Vivo, giá bán chỉ có 6 triệu nha, 6 triệu thôi. Vinmark Aris Pro, camera ảnh dưới màn hình chip 730, camera là 64 chấm nha, camera sâu 64 chấm. Con này RAM 8/128 nha, 2.750.000. Và có Vinmark Aris nữa nha. Đây, Aris thì hiện tại mình đang có hai phiên bản, bản RAM 6 bù nhớ trong 64 là 2.550.000 và bản RAM 8/128 là 2.650.000 nha. Phiên Aris, Aris thì cấu hình nó giống như con Aris Pro thôi. Máy khá là đẹp luôn. Vinmark Star 5, RAM 3 bộ nhớ trong 32GB, 1.350.000 nha, pin 5.000 luôn. Và mình có Vinmark Joy 4 nha. Đây, Vinmark Joy 4, RAM 6 bộ nhớ trong 64. Con này ngoại hình đẹp tầm 98 nha, 1.850.000 nha, Joy 4. Và mình có RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, cũng ngoại hình 98 luôn, ngoại hình 98 luôn nha, 1.750.000 nha, Joy 4, RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Vinmark Joy 4 nha, RAM 3 bộ nhớ trong 64. Con này là máy ta mà máy này như ép kính rồi nha. 1.450.000 thôi. Và mình có bản RAM 3 bộ nhớ trong 64, máy Line New nha. Máy này máy từ hãng bán ra nha. 1.950.000. Realme Q3 Pro nha. Con này thì chạy chip Dimensity 1100 nha. RAM là 8 bộ nhớ trong 128, màn hình OLED, máy đẹp nha. Cái này giá bán của bên mình là 3.350.000 nha. Q3 Pro 3.350.000. Vivo V29e. Cây này mới mua được 2 ngày nha mọi người. Máy quá đẹp luôn. V29e. 29E 5G nha, chip 695, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, tha hồ lưu trữ nha. Con này camera khá đẹp, màn hình OLED. Máy này thay vì mua máy mới thì mọi người mua con này tiết kiệm được khá tiền nha. Màn hình là OLED 120Hz, camera 64 chấm nha. 6 triệu nha mọi người, 6 triệu. Samsung Galaxy S22 Ultra hàng Việt Nam. Máy đẹp nha. RAM 8/128GB. 13.3 triệu nha mọi người, 13.3 triệu. S22 Ultra. Samsung Galaxy Note 9. Galaxy Note 9 nha, RAM 6/128GB. Ngoại hình tổng thể còn đẹp nha, khá đẹp luôn, hàng Việt Nam luôn nha. Khá đẹp. Note 9 này thì giá bán của bên mình là 3.150.000 thôi, 3.150. Realme 5i, con này chạy chip 665, pin 5.000 nha. RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, màn hình 6.5 inch. Máy đẹp luôn, máy khá đẹp nha. Giá bán là 1.700.000 thôi. RAM 4GB. Vivo, con này cũng RAM 4GB nè. Vivo, con này là i20 nha, i20 RAM 4 bộ nhớ trong 64, ngoại hình cũng còn khá đẹp nha. i20, i20 này giá bán của bên mình sẽ là 1.750.000 luôn. Xiaomi Redmi Note 11, RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, máy đẹp nha. Note 11 giá bán là 2.550.000, 2.550.000 nha. Note 11. Sony Xperia 5 Mark 2 nha mọi người. Hôm nay chỉ có 3.950.000 thôi, Sony. Ngoại hình tổng thể còn khá là đẹp nha.
Vivo Neo 6 RAM 8 128 nha, 6 triệu rưỡi Vivo Neo 6. Vivo V25e RAM 8 128 máy đẹp 98 nha, 3 triệu 8 nha. V25e đang còn hai màu nha. Vivo V25 Pro màn hình cong, máy đẹp 99, lay new luôn. RAM 8 128 nha. 5 triệu 9. Vivo i33s. Con này RAM 8 128 nha, i33s hơi chạy xíu. 2 triệu rưỡi thôi, i33s. Vivo V23e nha. 3 triệu 150.000 V23e. Này là Vivo V27e, máy đẹp 99 luôn, 4 triệu 9 nha, V27e khá là đẹp luôn. 4 triệu 9. Siêu phẩm nha, Vivo Neo 6 RAM 8 128, 6 triệu nha, máy đẹp keng 99 nha mọi người. Neo 6. Vivo con này i22s RAM 8 128 nha. Giá bán là 3 triệu i22s. Và mình có con i35 máy đẹp keng 99 luôn, i35 camera 50 chấm này. Giá bán của bên mình là 3.350.000 nha. 3.350.000. Vivo S1 Pro nha, 2.3 S1 Pro. Con này thì RAM sẽ là 8GB, màn hình OLED nha. Vivo i55 RAM 8 128 máy đẹp 99. 3.250.000 nha, i55. Này mình có một cái laptop nha. Cây này là cây HP ProBook nha, ProBook 430G8 nha mọi người. Một con này là con máy cao cấp của HP nha. Core i5 thế hệ 11 nha, Core i5 thế hệ 11, máy khá đẹp luôn. ProBook con này ra mới hồi xưa chắc cũng tới hơn 20 cũ nha, Core i5 thế hệ 11. Rất là mỏng và đẹp nha, rất là mỏng và đẹp. ProBook 430 i5 thế hệ 11. Đây, ProBook 430G8 nha. Mã của nó anh em có thể search nha. Phun bóc. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 7 triệu 2 nha, 7 triệu 2 thôi. HP ProBook nha. MacBook M1 nha, MacBook Air M1. M1 màu này là màu vàng hồng nha, vàng hồng khá là đẹp luôn. M1 khá là đẹp. Có sạc zin theo máy nha, máy cực kỳ mỏng và sang. MacBook M1 thì giá bán của bên mình hôm nay chỉ còn 12 triệu nha, 12 triệu thôi. Và mình có máy full box luôn. Này, cái này full box có hộp màu gray. Đây, màu gray nha. RAM sẽ là 8GB, mùi nhớ trong là 256GB, chip M1, hàng chính hãng nha. Con này hàng chính hãng, mua tại Thế Giới Động nha. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 12 triệu rưỡi nha. MacBook Air M1, 12 triệu rưỡi. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình nha. Nhớ cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha mọi người.